Xin chào mọi người nhé. Thì nhà em có hướng dẫn mọi người khi mà mang cây giống từ nhà em về thì chúng ta sẽ làm thế nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn ở trong những cái sọt nhà em này. Đây, đây là những cái sọt nhá. Thì trong những cái sọt này thì khi mà nhà em giao thì là bầu đã khô thì nhà em mới giao được, chứ bầu ướt là nhà em không giao được. Thì khi mà giao cái bầu khô này đến mọi người ấy, thì mọi người sẽ dỡ ra khỏi bầu. Thì mọi người chú ý dỡ là chúng ta sẽ nghiêng cái bầu ra. Nhá. Đây là một cái bầu này, nó sẽ có một cái chiều, một bên nó sẽ nhiều cây hơn, một bên ít cây hơn. Để cho mọi người xem này, ví dụ bên này là nhiều cây hơn nhá, bên này nhiều cây hơn, bên này ít cây hơn này. Thì chúng ta sẽ nghiêng cái bầu này, bên ít cây. Em làm một tay nên không làm được, đây em ví dụ một cái bầu khác đi. Đây ví dụ, cái bầu này, một bên nhiều cây, một bên ít cây như này. Thì chúng ta nghiêng này, nó sẽ có chiều nhá. Chúng ta sẽ lấy dần ra, chúng ta hơi nghiêng như này. Chúng ta sẽ lấy dần ra, các bạn chú ý là cầm vào cái bầu này, không được cầm que cái gì trên nhá. Nhiều bạn mới là các bạn ấy không biết. Đây, mình sẽ cầm như này, xong nhâng ra như này. Đấy, hơi nghiêng nhé, chú ý hơi nghiêng nhé. Đấy, thì nó sẽ không hỏng bầu. Sau khi lấy ra thì mọi người có thể là mang vùi trong cát, hoặc là để vào chỗ dâm. Nếu mà mọi người mà không có cát thì để vào chỗ dâm hoặc để ở đất. Sau đó cho bầu nó ổn định thì chúng ta mới đi trồng. Một vài vấn đề em chia sẻ mọi người tiếp như sau này. Nếu mà cái trời mà nắng quá ấy, nắng gắt như mấy hôm vừa rồi ấy, thì bầu là khi mà nhà em giao thì là bầu đã khô đúng không ạ? Thì mọi người về mọi người sẽ cho bầu ra mỗi cái nó cách nhau một đoạn. Để em ví dụ thôi nhá. Đây như này, vùi vào cát này. Ví dụ một cái như này nhá. Đây, một cái xa nữa ra như này. Đây. Đấy, hai bầu nó cách xa nhau như này nhá. Không nên di dít nhau, để cho là thứ nhất là không nóng này. Rồi sau đó mọi người sẽ tưới đẫm nước vào bầu những cái hôm trời nắng ấy. Thì để cho nó bầu bắt đầu nó bầu nó hồi lại, bởi vì khi mà trời nắng này nó sẽ héo. Đây ví dụ như nhà em hôm rồi rất là héo mà bây giờ đã tươi như tỉnh như này, nhờ vào tưới đẫm nước như này. Thế và sau khi nó ổn định xong và sau khi tưới đẫm nước xong bầu khô thì mọi người bắt đầu mang ra trồng. Mọi người chú ý vấn đề này cho em để tránh tình trạng mà chết bầu. Đấy. Hỏng cây. Nếu mọi người có câu hỏi nào thì cứ liên hệ với nhà em mọi người nhé. Nhà em vẫn tiếp tục là cung cấp cây giống cho mọi người đến tháng 5 âm ạ.